Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh chuyên giới thiệu tới toàn thể mọi người về những dự án đất thổ cư, nhà ở liền kề, nhà dân gửi bán, nhà của các chủ đầu tư gửi bán. Hôm nay mà anh đang đứng trước một cái dự án mới cực kỳ mới của bên em. Với dự án 2 căn này ở vị trí là ở tổ 2 Đa Sĩ, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, với cái diện tích xây dựng là 40 mét vuông và xây dựng là 4 tầng, hướng nhà là hướng Đông Nam và giá chào bán chỉ 2 tỷ 950 triệu đồng thôi, nằm ở vị trí trung tâm của Đa Sĩ Kiến Hưng mọi người nhá. Đây, ngõ trước nhà đây mọi người ạ. Ngõ trước nhà là có cái khoảng tầm 2,5 mét và cách đường ô tô đi lại là chỉ 30 mét thôi. Rất là thuận lợi. Vị trí là 2 căn đây. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu trước cho mọi người một căn đầu tiên nhá. Diện tích là 40 mét, xây dựng 4 tầng. Nào xin mời mọi người hướng vào phía trong căn nhà của em. Đây chính là phía phòng khách của ngôi nhà mọi người ạ. Căn nhà này thì đang hoàn thiện đến 95% rồi. Và em có quay trước cho mọi người, khi nào mà hoàn thiện xong lại một lần nữa thì em anh sẽ quay lại tổng thể toàn bộ căn nhà hoàn thiện xong hết cho mọi người xem nhé. Đó, đây là chính là phòng khách của ngôi nhà, mọi người có thể nhìn sơ qua một chút là cái trần thạch cao cũng như là đèn led là đang hoàn thiện được đến 95% đó, vì là chưa xong nên em sẽ quay qua thôi, quay nhanh thôi mọi người nhé. Đây chính là phòng khách của ngôi nhà, rất là rộng. Xin mời mọi người vào phía phòng bếp. Phòng bếp của ngôi nhà cũng vậy, với cái diện tích 40 m² và cầu thang giữa cách biệt phòng khách và phòng bếp riêng biệt rất là khác nhau, rộng. Phòng bếp của căn nhà đây, tủ bếp thì còn đang là chờ lắp một số cửa nữa là xong mọi người ạ. Đầy đủ hết vòi chậu cũng như là chậu rửa bát, chất liệu inox 304. Với cái gam màu của trang trí nhà này thì là chủ yếu là tông chủ đạo là tông màu trắng, cho nên là khi mà bước vào cái không gian nhà này thì cảm thấy là cực kỳ thoáng cũng như là rộng mọi người nhé. Đây là phía cầu thang giữa lên trên tầng 2 của ngôi nhà. Tầng 1 của ngôi nhà thì là được thiết kế một nhà vệ sinh. Xin mời mọi người lên phía tầng 2 của ngôi nhà cùng em. Phía tầng 2 của cái ngôi nhà này, đây mọi người có thể nhìn cầu thang lên. Ở đây còn lắp một trụ cầu thang nữa, chưa xong. Đây là phía cầu thang lên trên tầng 2 của ngôi nhà, rất là rộng. Đây chính là một căn phòng ngủ. Một phòng ngủ của cái ngôi nhà này có cửa sổ hướng ra bên ngoài, rất là thoáng. Nó như một cái ô chờ, ở ngoài này là có một ô chờ lấy gió, lấy không khí vào trong cái căn phòng này mọi người nhé. Cửa thông phòng đây, tất cả cửa thông phòng đều là cửa gỗ mọi người ạ. Và đây là phòng vệ sinh của ngôi nhà. Phòng vệ sinh của ngôi nhà đều được trang bị đầy đủ thiết bị vệ sinh cũng như là bồn cầu, lavabo, sen cây, hệ thống đèn. Xin mời mọi người hướng ra phía cái căn phòng ngủ thứ hai. Căn phòng ngủ thứ hai của ngôi nhà đây thì lại được thiết kế đặc biệt, nó có ban công hướng ra bên ngoài. Đây, phần ban công ra bên ngoài rất là thoáng, hướng nhà là hướng Đông Nam mọi người nhé. Thì mùa đông thì ấm mà, mùa hè thì rất là mát. Cái căn phòng ngủ này mọi người thấy có thích không ạ? Rất là đẹp, thoáng. Xin mời mọi người hướng lên phía tầng 3 cùng em. Tầng 3 của cái ngôi nhà này cũng được thiết kế tương tự như là cái tầng 2, cũng bao gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Cái vị trí của căn nhà này mọi người nhé, rất là gần chợ 365, rất là gần Hà Trì, chợ Hà Đông, đường đi vào đi lại rất là thuận tiện. Đây chính là phía phòng ngủ
tầng 3 của ngôi nhà. Tầng ngủ trên tầng 3 của ngôi nhà nó có sự thay đổi. Nó không có ban công ở bên ngoài, chỉ là ban công giả ở bên ngoài này thôi. Và có cửa sổ. Cửa sổ được thiết kế hai lớp. Lớp ngoài là cửa kính nhôm Việt Pháp và bên trong là sắt sơn tĩnh điện. Toàn bộ hệ thống cửa thông phòng của ngôi nhà đều là bằng cửa gỗ mọi người ạ. Nhà vệ sinh của tầng 3 cũng được thiết kế tương tự như tầng 2. Đó. Hệ thống sen vòi thiết bị, bồn cầu lavabo. Và đặc biệt là trong phòng tắm này có một cái vách ngăn để đẩy đồ, ví dụ như dầu gội, sữa tắm. Đây là căn phòng ngủ thứ tư của ngôi nhà này mọi người nhé. Tổng của cái ngôi nhà này gồm có 4 phòng ngủ mọi người ạ. Rất là rộng, mỗi phòng ngủ cũng rất là rộng. Mỗi phòng ngủ khoảng tầm 13-14 mét. Đó. Và tất cả các phòng ngủ này đã đều được lắp đèn LED, hệ thống đèn LED, trần thạch cao. Cũng như là tất cả các phòng ngủ đều có cái ống chờ điều hòa mọi người nhé. Ống chờ điều hòa, áp chờ điều hòa riêng. Tiếp theo em xin mời mọi người lên phía tầng 4 của ngôi nhà. Tầng 4 của ngôi nhà được thiết kế là một phòng thờ và một sân phơi. Một khu vực sân phơi. Đây chính là phía phòng thờ của ngôi nhà đây mọi người ạ. Phòng thờ cũng có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài, rất là thoáng. Đó. Đây chính là phía phòng thờ và phía sân phơi ở đằng sau. Thì ở đây là có hệ thống để máy giặt. Đó, để mọi người quan sát. Đồng thời căn nhà này thì là có giếng trời để lấy ánh sáng vào khu vực cầu thang. Đấy, mọi người có thể quan sát luôn. Và ở đây là phía sân phơi của toàn bộ ngôi nhà. Như mọi người quan sát thì xung quanh cái căn nhà này rất là nhiều nhà cao tầng. Vị trí căn nhà thì là trung tâm của Đa Sĩ Kiến Hưng mọi người nhé. Rất là tiện lợi cho cái việc đi lại. Cách đường ô tô chỉ 30 mét thôi. Giá chào bán của cái căn nhà này là 2 tỷ 950 triệu. Diện tích thì là 40 mét vuông. Hướng nhà là hướng đông nam. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết thì xin vui lòng gọi điện cho em Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em, nếu như mà thấy hay thì bấm vào like kênh cũng như là đăng ký kênh để có thể nhận thêm nhiều thông tin bất động sản hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.